mọi người, hôm nay xưởng của chúng tôi là tiếp tục tăng ca. Cả các em giờ phải tăng ca để kịp tiếng để chuẩn bị đi lắp kéo thông tin. Để cần chân ngày mai anh em mình sẽ đi một tiếng ra đấy. Và đây là anh Kiệt lúc, hai anh Kiệt đang làm một bàn. Hello, bên kia là anh Kiệt. Bắt giữ em. Chào mừng năm trăm anh em. Mọc nước cho đi. Tiếp tục căn hồ cho lúc vào năm lúc. Bắt cả. Yeah.
Thắng thì em xé nó chứ này nè. Đây đi ăn cho kẻ cá rồi nha.